Bà con và các bạn thân mến, với những nông dân trồng cà chua thì sương mai hay sâm kim là những loại dịch bệnh đáng lo ngại nhất trên đồng ruộng. Vậy làm thế nào để quản lý tình trạng trên? Mời bà con và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Cà chua là cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao. Với Lâm Đồng, vùng sản xuất cà chua lớn nhất cả nước, thì đây là cây trồng chủ lực của rất nhiều bà con nông dân. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất cà chua, nhà nông thường phải đối mặt với nhiều loại bệnh hại, trong đó bệnh mốc xương hay còn gọi là sương mai hay nấm bả trầu và bệnh sâm kim gây hại. Các loại dịch bệnh này đã gây mất mùa, làm tăng chi phí và cản trở việc sản xuất của nhiều nhà vườn. Triệu chứng: bệnh làm lá thâm tái và teo tóp lại. Trong điều kiện ẩm ướt, nơi vết bệnh mới được phủ nhẹ một lớp nấm trắng mỏng, đặc biệt là mặt dưới lá, vết bệnh rất dễ lan rộng và làm toàn bộ lá bị khô cháy. Bệnh làm cho quả bị xanh xám, làm quả sượng không chín được. Khi bệnh nặng thì quả bị thối. Bệnh cũng làm thân cành bị thối, thâm đen. Nhà tôi thì tất cả là được 8 sào, cả cà chua và sú. Có nghĩa là khi mà tôi trồng cà chua thì nó gặp những cái bệnh là giống như là nấm sương mai, rồi là châm kim và những cái bệnh là tháng thư về cái mùa này. Sương mai thì ở trong, tính ra ở trong nhà lưới á, mà là làm cà này này thì nó bị bả trầu, cái bệnh bả trầu đó bị nấm luộc đó, là nó bị nhiều nhiều hơn là ở ngoài. Đợt nào mà nó bị trở trời mà nắng mà qua mưa hay là mưa qua nắng đó là nó bị. Sương mai và nấm sâm kim thường xuất hiện khi thời tiết thay đổi, đồng thời nếu trước đó vườn không được vệ sinh tàn dư cây vụ trước, hoặc vườn được trồng cà chua, khoai tây liên tục, thiếu luân canh, hoặc trồng gần vườn được trồng cà chua, khoai tây hay một số cây trồng cạn khác như là dưa, ớt, gieo trồng bằng giống nhiễm, trồng với mật độ dày, bón phân không cân đối và bị dư đạm, thiếu vi lượng nên vườn cây rậm rạp. Trong thời điểm giao mùa thì các loại bệnh trên cây họ cà như là sương mai hay là châm kim phát triển mạnh mẽ hơn, gây hại rất nhiều cho bà con nông dân, đặc biệt là bà con nông dân trồng cà chua. Vậy làm thế nào để giúp bà con nông dân có thể quản lý tốt được tình trạng này? Mời bà con và các bạn cùng gặp gỡ với kỹ sư Cao Văn Long Thành. Vâng, xin chào kỹ sư ạ. Hiện nay thì đang trong thời điểm giao mùa giữa mùa mưa và mùa nắng, do vậy là tình trạng sương mai cũng như là châm kim trên cây cà chua phát triển khá là nhiều, khiến bà con nông dân gặp nhiều khó khăn trong việc phòng trừ. Kỹ sư có thể cho biết một số những cái kinh nghiệm cơ bản để chúng ta có thể phòng trị được tình trạng này trên cây cà chua không ạ? Cảm ơn chị Văn. Thưa bà con, với khi thời tiết thay đổi thì các cái nấm bệnh là điều kiện thuận lợi cho các nấm bệnh nó phát triển. Trên cây cà chua thì hai loại bệnh gây hại chính và rất là lớn, đó là bệnh bả trầu, hay người bà con hay gọi là bả trầu, hay gọi là bệnh sương mai, hay là bệnh sâm kim, đó là đốm lá vi khuẩn. Thì trong những cái giai đoạn cây đang phát triển mà gặp những cái thời tiết nó bất lợi như là trời mưa dầm hay là thay đổi giữa nắng hay mưa giao mùa, thì tốc độ phát triển của bệnh bả trầu và bệnh sâm kim nó phát triển rất nhanh. Để phòng trừ hiệu quả hai loại bệnh này thì hôm nay tôi sẽ đưa ra một số cái biện pháp để bà con là ứng dụng trên cây cà chua. Đầu tiên, đối với trong vườn cà chua, bà con phải cần là cắt tỉa cành thông thoáng để tạo ra một cái môi trường trên vườn là thông thoáng, làm cho cái nấm bệnh nó không có phát triển và không có lây lan nhanh. Về là biện pháp về thuốc thì hôm nay tôi khuyến cáo bà con là sử dụng hai sản phẩm của Syngenta, đó là Revus Opti và Optiva. Thì đối với Revus Opti, bà con sử dụng để phòng trừ bệnh sương mai trên cà chua với liều lượng sử dụng là 2 ml thuốc trên 1 lít nước. Và đối với sản phẩm là Optiva thì bà con sử dụng để phòng trừ bệnh sâm kim hay là đốm lá vi khuẩn với liều dùng và bà con khuyến cáo bà con với liều dùng là 2 ml thuốc trên 1 lít nước. Những cái dòng thuốc này thì chúng ta sử dụng vào những cái giai đoạn nào của cây cà chua? Đối với hai dòng thuốc này thì đối với Revus Opti thì tôi khuyến cáo bà con nên sử dụng từ dây 1 đến dây 2 như giai đoạn cây con, là nó rất là hiệu quả. Và khi vào giai đoạn ra hoa đầu trái hay là trong quá trình thu hoạch thì bệnh sâm kim bắt đầu nó phát triển nhiều thì bà con sử dụng sản phẩm Optiva. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của kỹ sư Cao Văn Long Thành. Vâng, thưa bà con, ngoài những biện pháp canh tác cơ bản mà chúng ta đều phải thực hiện trước khi canh tác một vụ mùa mới, thì áp dụng các biện pháp hóa học hợp lý cũng là chìa khóa để giúp bà con nông dân có thể thành công trong việc chăm sóc cây cà chua của mình phát triển khỏe mạnh. Chúc bà con nông dân thành công.